Xin chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Biết Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong vở bài tập toán lớp 5, bài 100 giới thiệu về biểu đồ hình quạt ở trang 16. Chúng ta sẽ có bài 1 như sau. Biểu đồ hình quạt bên cho biết cái tỷ số phần trăm các phương tiện sử dụng để đến trường của 40 học sinh ở trong một lớp bán trú, đúng không ạ? Dựa vào biểu đồ, hãy điền vào chỗ trống thích hợp. Số học sinh đi bộ. Ở đây cái lớp học này có bao nhiêu học sinh? 40 học sinh. Đi bộ chiếm 50%. Như vậy thì đi bộ thì các em sẽ lấy là muốn tìm học sinh đi bộ này. Câu A này. Muốn tìm học sinh đi bộ thì các em lấy tổng số học sinh cả lớp là 40. Các em nhân với lại là 50 rồi các em chia cho 100 thì lại ra học sinh đi bộ. Như vậy thì học sinh đi bộ sẽ là 20 học sinh. Đúng không? Tính ra thì sẽ là 20 học sinh. Vậy ở đây các em chúng ta tính hết luôn nhá. Ta tính hết luôn một lượt rồi chúng ta điền luôn. Số học sinh đi xe đạp. Vậy các em nhìn này, đi xe đạp chiếm 25%. Như vậy thì các em lấy tổng số học sinh là bằng 40. Các em nhân với 25%, 25 rồi chia 100 thì sẽ ra được số học sinh đi xe đạp. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta tính ra thì sẽ có bao nhiêu học sinh đi xe đạp các em? Có bao nhiêu học sinh? Đúng rồi, có 10 bạn học sinh sẽ đi xe đạp. 20 bạn đi bộ, 10 bạn đi xe đạp. Có bao nhiêu học sinh được bố mẹ chở bằng xe máy và bao nhiêu được đưa đến trường bằng ô tô? Đúng không ạ? Vậy đi xe máy là câu C. Đi xe máy ở đây chiếm 20%. Như vậy các em lấy tổng số học sinh là 40. Các em nhân với 20, các em chia 100. Thì tính ra thì sẽ bằng 8 học sinh. Có 8 học sinh đi xe máy. Cuối cùng là đi bằng ô tô. Là đi bằng ô tô thì chiếm 5%. Vậy các em lấy 40, các em nhân với 5 rồi các em chia 100. Đúng không ạ? Như vậy sẽ có 2 học sinh đi ô tô. Nhẩm lại xem có đúng hay không này. Tổng cái số các học sinh này phải bằng 40. Vậy các em lấy 8 cộng 2 10 này. 10 cộng 10, 20 cộng 20 được bằng 40. Như vậy là đúng rồi, đúng không ạ? Vậy các em điền kết quả vào thôi. Số học sinh đi bộ chúng ta đã tính là bằng 20. Số học sinh xe đạp 10. Đi xe máy thì là 8. Và cuối cùng đi ô tô thì có 2 học sinh. 2 học sinh được bố mẹ đưa đón bằng ô tô, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã rất là dễ dàng hoàn thành xong được bài tập số 1. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Có 40 học sinh là cổ động viên của các đội bóng đá. Tỷ số phần trăm cổ động viên của từng đội bóng đá được nêu trong biểu đồ hình quạt dưới đây. Dựa vào biểu đồ hãy tính số cổ động viên của đội Sóc Nông là bao nhiêu. Sóc Nông là bao nhiêu? Tất cả có bao nhiêu học sinh? 40. Vậy các em lấy 40, các em nhân với 47,5, các em chia cho 100 thì sẽ ra được số động viên của cổ động viên của Sóc Nông. Đúng không ạ? Vậy bài 2A này. Muốn tính cổ động viên của Sóc Nâu, kem lấy tổng là 40, kem nhân với 47,5, kem chia 100. Vậy lấy 40 nhân với 47,5 chia 100 thì sẽ bằng 19, có 19 cổ động viên. Đây kem sẽ điền là 19 học sinh vào. Tiếp theo, số cổ động viên của Thỏ Trắng. Nhìn Thỏ Trắng chiếm bao nhiêu phần trăm đây? Có 15%, đúng không ạ? Vậy muốn tìm số cổ động viên thì các em lấy 40, các em nhân với 15, rồi các em chia 100. Vậy các em tính ra 40 nhân với 15 chia 100 thì sẽ bằng 6. Như vậy ở đây sẽ có 6 học sinh. Cuối cùng, số cổ động viên của đội Hươu Vàng gấp
bao nhiêu lần số cổ động viên đội gấu đen. Người ta hỏi gấp bao nhiêu lần so với đội gấu đen, chứ không phải là đội hươu vàng có bao nhiêu bạn, đúng không ạ? À? Như vậy, muốn xem thử gấp bao nhiêu lần thì các em xem này, cái phần trăm này này, nó gấp bao nhiêu lần phần trăm này thì số cổ động viên nó cũng sẽ gấp bấy nhiêu lần, đúng không ạ? Vậy 25 này chia cho 12,5 thì gấp 2 lần, đúng không ạ? Như vậy hươu vàng chiếm 25%, gấu đen chỉ có 12,5 thôi. Như vậy 25 gấp 2 lần 12,5, như vậy số cổ động viên của hươu vàng sẽ gấp 2 lần cổ động viên của đội gấu đen. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong quyển vở bài tập toán lớp 5, bài 100 trang 16-17. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.